Hi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Sinh Tồn Thời Tiền Sử trong phần chơi ADK. Và ở trong tập trước đó các bạn, thì mình đã chế tạo được cho mình một bộ giáp test rất là hiện đại, rất là xịn sò luôn các bạn. Có khả năng giúp cho mình có thể bay lượn rất là đã luôn, mà mình đã test nó ở trong tập trước rồi. Thì trong thời gian giữa hai tập thì mình dự định là mình sẽ đi farm thêm cái phần Metal với lại Crypto với lại Polymer đó các bạn, để chuẩn bị cho tập ngày hôm nay. Nhưng mà bận quá chưa có thể farm được đó, nó vẫn y như ở tập trước thôi. Trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ dự định là mình sẽ làm cho mình một cái yên cho cái em khủng long của mình nè. Đó, em khủng long bay này của mình nè các bạn, nó đã giúp ích cho mình rất là nhiều về cái công việc di chuyển á. Cho nên là trong tập ngày hôm nay mình muốn làm cho em ấy một cái bộ giáp test luôn. Thì cần phải có cho mình cái Crypto, Metal với lại Polymer. Thì mình sẽ sử dụng cái em Ankylo của mình nè. Đó, em Ankylo của mình để trong này. Thì mình sẽ cho nó một chút quay thêm vô đi. Đây, mình sẽ sử dụng cái em quách dầu của mình để gấp nó đi, để đi farm Metal trước đi. Farm Metal với lại Crypto luôn. Đây, bài lên phía bên trên thôi. Cái ngọn núi ở phía bên này nè các bạn, thì mình đã farm, chắc là nó chưa spawn ở đâu. Lần này thì mình sẽ đến với cái ngọn núi cũng khá là gần mình thôi, ở bên khu vực rừng đỏ nè các bạn. Có một cái ngọn núi cũng thấy có khá là nhiều Metal, mà nó gần nhà của mình nữa, cho nên là mình quyết định qua phía bên đó luôn. Ồ, đúng rồi, lần trước mình có farm ở trên này, farm Metal ở trên này, bây giờ không biết còn không nữa. Hoàng lên phía bên trên coi nó spawn ra chưa nha, cũng lâu lắm rồi các bạn. Ở trên này thì còn nè, còn nhưng mà hơi ít, còn có một cục trên này à. Mình sẽ bỏ cái con Ankylo của mình ở trên đó đi, rồi đáp cái con web dầu của mình ở phía bên dưới này. Chỗ lần trước mình farm Metal nè, ở đây thì nó cũng chưa có spawn ra nhiều. Bay xuống phía bên dưới luôn, tấn công xuống phía bên dưới. Tấn công và cho nó chế độ bình yên hết nha. Con kia thì chắc là lên ở trên này không được đâu, kệ nó đi. Mình sẽ tập trung vào chuyên môn của mình. Chỗ này thì hơi khó leo lên một chút. Lên phía bên trên nè. Con Ankylo của mình bữa giờ mình quên cho nó ăn cho nên nó hơi đói. Nó hơi đói nhưng mà máu của nó vẫn còn, nên không sao. Lát nữa thì mình sẽ xuống phía bên dưới. Đây này, mình sẽ xuống phía bên dưới một chút đi. Đây thì đấm mấy con này một cái nè. Web dầu của mình nó tấn công luôn hả? Web dầu của mình nó tấn công luôn kìa, Ankylo cũng tấn công luôn các bạn. Ôi đấm vướng cái con web dầu. Rồi nó đậu xuống phía bên dưới là được rồi đó. Cứ đi cho nó farm Metal. Nó đập một phát 500 mấy cái Metal luôn. Dưới này thì có cái Crypto nữa nè. Đá thì chắc là dục bỏ đi các bạn. Đá thì bây giờ nhiều quá rồi, bỏ bớt đi. Đó, chủ yếu là mình lấy Crypto với lại Metal thôi. Đó. Đập Crypto với lại Metal đem về. Đó, 500 mấy luôn, 400 mấy liền. Chắc là mình sẽ cho cái con kia follow mình, được không? Ok, nó follow mình được các bạn. Mình sẽ cho nó đi xuống phía bên dưới này luôn để nó bảo vệ con Ankylo của mình. Ở dưới này thì mình thấy có nhiều Metal hơn ở phía bên trên các bạn. Ở phía bên trên là do lần trước mình đào hết rồi đó, cho nên là còn ít. Còn dưới này thì rất là nhiều mỏ cái Metal luôn nè. Đập di chuyển. Rồi, sau một hồi đào ở đây đó các bạn, thì cái con quét dầu của mình đó nó nặng quá rồi. Nó lên 10.000 quay rồi các bạn. Bây giờ thì gấp cái con Ankylo về không nổi nữa. Bây giờ gấp con Ankylo về là hết bay luôn nè, không bay nổi nữa. Cho nên là mình sẽ bỏ cái con Ankylo ở lại đi. Mình sẽ chuyển cái mớ Metal này về nhá. Metal thì mình đào cũng được kha khá rồi nè. Mình sẽ chuyển về nhà của mình để mình cất vô trong cái lò nung để cho nó nung lên từ từ. Rồi mình sẽ quay trở lại để farm tiếp, và cũng như chuyển cái con Ankylo về luôn. Bây giờ thì nhiều quá rồi các bạn, nó bay cũng chậm nữa nè. Đấy, nó tải cho mình 10.000 quay cộng với cái xác của mình nữa. Ôi ôi. Bây giờ thì cũng hơi nặng rồi. Mình sẽ về nhà mình cất bớt cái element ở nhà. Và nó đang bay với tốc độ gùa bò nữa. Thôi thì mình sẽ nhanh chóng bay về nhà để nấu luôn. Mai là cái ngọn núi này đó các bạn, nó cũng gần nhà của mình, nó không xa lắm đâu. Cho nên là mình sẽ cố gắng lết về nhà để nấu lên luôn. Nó di chuyển cực kỳ chậm luôn đó các bạn. Thì cuối cùng mình cũng đã về tới nhà. Bây giờ thì bỏ hết cái phần Metal đào được từ con quét dầu nè. Đó, lên trên người của mình cho tới khi nào mình tải không nổi nữa thì mình cứ bỏ ở trong cái lọ, bật lên thôi là xong. Bật lên một cái nè cho nó đốt tiếp. Rồi, lấy thêm nữa các bạn. Lấy cho tới khi nào cứ làm như vậy, lặp đi lặp lại thôi. Con Ankylo của mình thì vẫn còn ở phía bên kia nữa. Lát nữa mình sẽ làm một chuyến qua nữa các bạn. Một chuyến lần này thì mình sẽ đào ít thôi, để vừa có thể chuyển được con Ankylo về với lại lấy thêm cho mình một ít Metal mang về nữa. Trong này thì mình còn có thể chứa thêm được nữa nè, cho nên lấy heo luôn. Rồi, bỏ trong này luôn. Đó, có rất là nhiều luôn các bạn. Để ở đây cho nó nấu từ từ lên nha. Còn bây giờ thì mình sẽ gửi cái em web dầu của mình ra phía đằng trước này
bỏ cái phần crystal vô trong cái quả cầu luôn, để chuẩn bị luôn. Đây, lấy hết vô trong này, bỏ trong quả cầu luôn. Phần element thì mình cũng bỏ vô trong này, mình đem theo cho mình 13 cái thôi là được rồi. Đây, mấy cái phần còn lại này thì vật phẩm cần thiết á. Và con Giga nữa, đúng rồi. Con Giga này thì lần trước test mà chưa có thả nó ra ngoài nè. Thả nó ra ở đây luôn đi. Ok, để nó đó. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại để tiếp tục sử dụng Akilo để farm thêm một ít. Rồi gấp cái con Akilo về luôn. Rồi mình cần phải đi farm thêm cho mình Polymer nữa các bạn. Nói chung là trong tập ngày hôm nay sẽ phải là mình cần phải farm rất là nhiều luôn á. Nhưng mà mình sẽ cố gắng rút gọn cái video của mình lại bằng cách là tua nhanh qua những cái đoạn mà không cần thiết nha. Như là cái đoạn di chuyển như vậy nè, đó. Cũng như là chuyển con Akilo về, chuyển qua chuyển lại đó các bạn. Thì mình sẽ cố gắng cắt bỏ những cái phần không cần thiết để dễ dàng xem hơn. Và test luôn cho mình cái yên test mới cho con khủng long bay luôn. Rồi bây giờ chỉ còn một phần cái metal ở trên lưng của cái con Akilo thôi các bạn. Cho nên là mình lấy ra hết, bỏ hết vô trong cái lò nung để nấu lên luôn các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ có được rất là nhiều thôi, mình chỉ cần ở đây chờ đợi thôi các bạn. Trong lúc chờ đợi đó các bạn thì mình sẽ sử dụng cái em khủng long bay của mình nè. Đi qua bên cái khu vực băng tuyết, thì sẽ lấy theo con gái cá theo nè. Đi quên khu vực băng tuyết, thì mình sẽ cộng thêm cho nó tốc độ vô để cho nó di chuyển nhanh hơn nè. Còn mấy cái món đồ linh tinh thì thôi chạy nó đi. Mình sẽ hoạt, đúng rồi, đi farm cái phần polymer từ những con chim cánh cụt đó. Thì mình cần phải lấy theo cho mình cái dùi cui mang theo. Cái dùi cui thì trong này mình có nè, đây. Lấy theo cái dùi cui theo. Cái dùi cui này thì cần có gỗ với lại fiber. Fiber mình có rồi, gỗ thì chưa có. Cho nên là mình sẽ vô phía bên trong để mình lấy cho mình một ít gỗ, một ít gỗ mang theo luôn. Đây, gỗ thì lấy một ít thôi là đủ chế tạo rồi. Mình sợ lấy cái dùi cui mình đánh đó các bạn thì nó sẽ bị hư, đập nhiều quá nó bị hư á. Cho nên là đem gỗ heo để có gì sửa lại. Còn bây giờ thì thẳng tiến thôi các bạn, nhanh chóng bay qua bên khu vực băng tuyết để farm thật là nhiều polymer mang về nhá. Mình đã đến được cái chỗ của đảo con chim cánh cụt rồi nè các bạn. Bây giờ thì hạ cánh xuống phía bên dưới để sử dụng cái dùi cui để đi đi farm polymer thôi. Đây, có mấy em chim cánh cụt thì mình sẽ đánh cho mấy dằn vào phía bên trong cái. Rồi, lấy cây dùi cui để farm thôi. Ủa mà sao không có, ủa sao không được polymer? Cái con đó nó còn nhỏ hay sao đó các bạn. Để mình bay lên phía bên trên nha. Đây có nhiều nè. Đây có nhiều thì bay vô phía bên trong. Đây rồi. Con này còn nhỏ nè. Và đây, đánh hạ nó các bạn. Đánh hạ mấy con chim cánh cụt. À, đụng mất máu luôn nha. Nó chạy đó bạn. Ui, mình chạy đụng nó cũng chết nữa. Đây, mình sẽ farm luôn nha. Đây, farm thử coi có không. Đó. Ôi, 80 mấy cái liền các bạn. Có những con nó không rớt ra nữa. Ủa, sao có con được, có con không. Hình như có bộ giáp của mình. À, con gái cá của mình nó ăn. Trời ơi, con gái cá của mình nó ăn thì phải. Đây, để kiểm tra xem nha. Ủa, con gái cá của mình nó ăn. Cho nên là mình sẽ cho nó chức năng là không được phép tấn công nè. Rồi, hàng gì tự nhiên đi lại mất tiêu hết các bạn. Đây ở dưới này nè, đây mấy con này thì ở dưới này mình sẽ thử lại nha. Bây giờ thì gái cá có ăn nữa không? À, hết ăn rồi nè. Đó, mình farm một con là được 80 mấy gần 90 cái các bạn. Thầy farm ở đây luôn nha. Mình sẽ nhanh chóng farm ở đây, mình cần có rất là nhiều cho nên là farm đây một ít. Farm được một ít đó thì mình sẽ cất vô trong cái người của cái con khủng long bay của mình để cho nó chứa. Rồi đi tiếp thôi các bạn, farm tiếp ở đây. Mình đang cần rất là nhiều polymer cho nên là mình sẽ farm hết ở khu vực này luôn. Nãy giờ mình farm đó các bạn thì cũng được rất là nhiều luôn rồi nè. Đó, đã phải đánh rất là nhiều những con chim cánh cụt. Bây giờ thì những cái đảo đã được mình clear rồi. Hồi nãy mình ở phía bên kia, clear qua tới phía bên đây luôn. Và mấy em chim cánh cụt gần như là tuyệt chủng ở trên mấy cái núi này luôn rồi. Farm rất là dữ dội. Ở phía bên đây thì chỉ còn mấy con chim này thôi. Thôi, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại thôi các bạn. Quay trở về nhà của mình thôi. Để ở đó sau này thì nó cũng sẽ spawn ra thêm mấy con chim cánh cụt mới á. Mình sẽ quay trở lại để farm tiếp. Còn bây giờ thì bay hẳn về nhà để kiểm tra công thức xem coi mình còn thiếu cái gì nữa không nha. Thiếu thì mình sẽ farm thêm. À đúng rồi, mình còn quay nè các bạn. Sẵn trên đường về đó thì mình có thể ghé lên trên cái núi băng này để mình đào thêm cho mình một ít crystal nữa. Mình có cây cúp ở trong này nè. Đó, lấy cây cúp ra để chuẩn bị sẵn sàng đào thêm một ít crystal. Hình như là ở trên cái núi băng này nó cũng có crystal nữa. Để mình lên mình coi có không nha. Thường thì trên mấy cái núi thì đều như là có hết. Đây có nè. Đó, trên này có thì mình sẽ xuống phía bên dưới để mình đào luôn. Đây, còn quay đó các bạn, thì đào luôn nha. Ok. Đào được rất là nhiều nè. À, nhưng mà đào bằng cái con khủng long thì sẽ nhiều hơn nữa. Nhưng mà bây giờ thì không có chuyển đi. Và bên đây thì có rất là nhiều luôn. Cho nên là hai thác.
khai thác một ít đem về luôn đó. Đây rồi, bỏ vào trong này thử xem coi còn vẫn còn có thể đi được nữa các bạn, cho nên là farm nhiều nhiều một chút nó vẫn còn có thể di chuyển được mà. Bên đây mình thấy nữa nè, chỗ nào có thì farm hết luôn. Phải nói là trên cái núi băng này đó bạn, có rất là nhiều những cái crystal tha hồ mà đào luôn, có cả mây tờ nữa nè. Nhưng mà mây tờ thì nó nặng hơn crystal rất là nhiều, cho nên là mình sẽ để lại đi, sử dụng Akilo đào được nhiều hơn. Và mình có rất là nhiều crystal nè, 1, 2, 3, nói chung là rất là nhiều luôn, thôi không đếm nữa các bạn, đi về thôi. Cái con khủng long bay của mình nó cũng nặng một nửa rồi nè, cho nên là mình sẽ bay thẳng về nhà luôn, kiểm tra phương hướng đó, bay thẳng hướng này thôi là mình sẽ về giật nhà. Và con quét dầu này thì rất là lâu luôn các bạn, nó vẫn còn ở đây nè. Con quét dầu này là con quét dầu giống đực á, nó là giống đực cho nên là mình không bắt, mình tìm con cái mà con cái thì lại rất là hiếm nữa. Từ đầu tới giờ mình đi rất là nhiều, tìm rất là nhiều nơi các bạn, nhưng mà chưa thấy cái con quét dầu này, quét dầu cái hết để mang về nhân giống nè, cũng như là chưa thấy cái con titan nào hết các bạn. Rồi, do là mình nhỏ hay sao á, còn là tìm mấy cái con khủng long gì đâu không mà không thấy có con titan. Trong thời gian sắp tới không biết là có spawn ra nữa hay không mà chưa có tìm thấy con titan nào hết. À, thì nhanh chóng bay về nhà luôn cái đã, để mình tìm công thức để mình chế tạo. Đây rồi, mình lại về tới nhà rồi các bạn. Crystal thì mình sẽ cất vô trong này luôn nha. Hồi nãy thì ghé qua bên cái núi băng lấy được cho mình rất là nhiều crystal mang về nè, bỏ vô trong này luôn. À, và chắc là bỏ polymer vô trong luôn đi. Thì polymer chắc là lấy ra hết một lần đi, chuyển hết vô trong người của mình. Rồi, chuyển hết vô trong quả cầu luôn. Polymer đó, trong này thì rất là nhiều luôn, chuyển hết vô trong này luôn. Xem có đủ chế tạo cái yên chưa. Thì còn thiếu metal nữa thôi, có được 2900 cái rồi các bạn. Wow, 2900 cái polymer thì mình có thể chế tạo được rồi, nhưng mà chỉ còn thiếu cái phần metal thôi. Metal thì nãy giờ nấu ở đây thì có thêm cho mình rồi nè, nhưng mà bây giờ thì sẽ nặng đó, lấy ra sẽ nặng, cho nên là đứng gần cái con quét dầu để mình lấy ra luôn. Đó, lên phía bên trên lên con quét dầu cho nó bò ra phía bên ngoài này, đứng gần gần với cái máy này nè. Đó, mình phải tận dụng sức mạnh của mấy con khủng long của mình, bỏ vào trong này luôn. Rồi, bật cái máy này lên thôi là mình có thể chế tạo được cho mình cái yên này các bạn, có thể chế tạo được bàn dịch chuyển nữa. Nhưng mà bàn dịch chuyển thì sẽ rất là tốn kém cái polymer của mình, mà cần phải làm cho mình hai cái bàn dịch chuyển này, cần phải làm hai cái nè, rồi cần phải làm cái máy phát điện đặc biệt cho nó nữa, hai cái máy phát điện nữa. Máy phát điện bên đây nè, trời ơi, cần tới tận 2400 cái metal nữa và 500 polymer, vậy là 1000 polymer nè. Còn bên đây là hai cái là 2400 nữa, là 3400. Trời ơi, 3400 mới đủ. Thôi thì chế tạo trước cái yên đi các bạn. Đó, chế tạo trước cái yên và lấy cái yên ra phía bên ngoài luôn. Yên ra phía bên ngoài nè. Polymer thì mình lấy ra mình bỏ ra trên cái con khủng long đi. Đây, bỏ ra trên con khủng long chứ để nó hư nha các bạn. Để nó hư, bỏ trong này nó hư, nó nhanh hư lắm. Lấy ra phía bên ngoài đi. Đó, để trong này nó nhanh hư lắm. Để trên con khủng long, con nhện đi. Đây, bỏ ra trên con nhện luôn nha. Bỏ trên mấy con khủng long thì nó lâu hơn. Thì mình thử bỏ cái polymer này vô trong cái tủ lạnh rồi các bạn. À, bỏ ở trong tủ lạnh á thì nó không cho phép bỏ ở trong tủ lạnh. Bỏ ở khủng long thì được, mà bỏ tủ lạnh thì không cho. Trong này thì full rồi nè, cho nên là bỏ lên phía bên trên này một ít đi. Chia ra nha, con nhện nó full rồi các bạn. Đây là cái yên đây, đeo cái yên lên luôn. Rồi kiểm tra xem coi. Wow, nhìn nó nè các bạn. Đó, nhìn nó bây giờ hầm hố hơn rất là nhiều, và cái cánh của nó bay lên phía bên trên đã dễ dàng quan sát hơn nha. Đó, cái cánh của nó cũng có màu xanh kết hợp với lại cái phần như là mây tàu đó các bạn, nhìn khá là đẹp luôn nè. Và cái yên của nó bây giờ nhìn nó dài sọc luôn. Hồi nãy là cái yên 3 slot các bạn, còn bây giờ là nguyên một cái yên dài luôn nè. Wow, chĩa cây súng ra nè các bạn, xếp cây súng lại và chĩa cây súng ra. Đó, bắn thử xem. À, thiếu. Đây, vàng chưa có năng lượng. À, sạc năng lượng vô, ok. Bắn. Wow. Bắn được nè, nhưng mà bắn không có xa. Hai bài xuống phía bên dưới này để bắn nha. Bắn một phát chết một con nè. Đô nè, hai con chim nè. Chết nè. À, cất cây súng lên. Ok, cất cây súng lên để cạp. Mình sẽ qua phía bên này để mình tìm mấy con nào đó bự bự để mình bắn thử coi. Đây. Baranto hả. Bắn. Xảy về cây súng máy luôn các bạn. Wow, chết luôn kìa. Rồi, cất cây súng vô để cạp thịt. Đó, trời ơi, nhanh kìa. Di chuyển tiếp thôi. Bây giờ thì con này của mình đó các bạn, nó vừa có thể bay được nhanh nè, vừa có thể bắn được luôn, và nó lên cấp nữa.
mình sẽ cộng cho nó thêm tốc độ vô. Bây giờ thì mình muốn chế tạo thêm cái yên của cái con Megalodon đó bạn, con cá mập sát thủ á, thì mình cần phải chờ đợi có thêm mê tồ nữa. Và cái bàn dịch chuyển đồ nữa mình cũng muốn làm nữa, nhưng mà sắt thép mê tồ của mình á thì nó lại không cho phép. Cho nên là bây giờ thì ơi chà hơi khó. Thôi thì sẵn tiện còn cái phần polymer đó bạn. Polymer chắc là làm luôn cái yên cho con cá đi. Nhưng mà yên cho con cá thì cần có mình 1500 cái mê tồ nữa. Vậy là phải AFK ở đây một chút rồi các bạn. AFK ở đây một chút để có thêm rồi. Trên này có 200 mấy nữa nè. Nói chung là cần phải chờ đợi thêm một chút nữa để có thêm rồi. Trong lúc mà chờ đợi cho cái phần mê tồ được nấu đó các bạn, thì đứng đó cũng chán, cho nên là quyết định là đi vòng vòng để tấn công mấy con khủng long xung quanh này cho nó vui. Bật cây súng lên và tiếp cận nó và bắn. Mấy con đó thì mình bắn một hit là chết. Đây. Wow, chưa chết hả? À, một hit không chết. Lắp lắp không chiến. Lắp đi đâu cưng? Ủa, what? Nó lắp kìa. Lắp nè. Mấy con rùa phía bên dưới nữa. Đây, bay hả? Chạy hả? Chạy nè. Đi tìm mấy con khủng long bự bự hơn một chút để mình bắn. Vô phía bên trong này nè. Đó, có con Raptor alpha luôn. Bắn luôn. Bắn bể cái cây luôn các bạn. Nhảy lên hả cưng? Nhảy lên nè. Rồi hết năng lượng rồi các bạn. Wow, tốn kém năng lượng ghê luôn á. Mình mới lấy cái phần element ra phía bên ngoài nè, để sạc năng lượng vô cho cái này để bắn thêm nha. Bắn thì nó hơi tốn một chút nhưng được cái thì nó vui. Bắn đẩy lùi nó. Wow. Con này chắc là trâu lắm các bạn, cho nên là thôi đáp xuống phía bên dưới để cắn nó luôn. Ôi mình cắn được có 100 mấy máu thôi à. Con này của mình không có đam. Mình chủ yếu là tăng quay với tốc độ cho nó đó, cho nên nó không có đam. Cắn con này không biết tới khi nào mới chết đây. Bài lên phía bên trên lấy cái súng ra chơi nó đi. Đây. Sấy. Hồi tốn một cái element nữa rồi kìa. Tốn kém quá. Thôi thì cất cái súng vô nha. Để cắn thôi. Cái con alpha này chắc là cắn nó mình chắc còn lâu lắm mới chết. À nó chết rồi kìa. Mình cắn nó một chút thôi là nó chết thôi mà. Rồi con này hả? Bodento thì có thể lấy súng ra bắn được. Đây, con này thì cũng dễ. Bắn nó cũng đau nữa. Dòng đam. Đây, góc này bắn là đã luôn nữa bạn. Ok. Lấy một ít thịt luôn. Đem về cho mấy con khủng long của mình ăn á. Đây nè, xong. Chạp nó luôn cho nó nhanh. Đi vào phía đây, đây này. Có mấy con khủng long dễ cho này nè. À, cá sấu. Đây là các bạn. Đây, mình thấy có con cá sấu thì bắn cho nó. Trời, 2 hit là chết. Mấy con trẻ trâu này thì bắn một hit thôi. Đó, chim nè. Mấy con chim này hình như là cũng có thể có được, có được cái phần polymer thì phải. Đây, tấn công thử nha. Mấy con này thì đánh luyện cấp cho cái con khủng long bay của mình cũng được. Này, cái con chim này nè. Đó, nó có kìa. Nó có polymer hữu cơ luôn các bạn. Mấy con chim đây cũng có nè, có thể farm ở đây cũng được. Nhưng mà nó không có bằng là farm ở chỗ cái con chim cánh cụt. Con chim cánh cụt thì farm nhiều hơn. Ở đây thì mấy con này nó lẻ tẻ, nó đi lang thang ngoài bờ biển thôi. Đây thì bắn. Đã quá. Thôi đi về thôi các bạn. Nãy giờ meter của mình thử coi nó được tới đâu rồi nha. Đây, sau một hồi AFK ở đây đó các bạn, thì mình đã có thêm cho mình một mớ meter nữa nè. Mình sẽ chuyển nó ra phía đằng trước luôn để bỏ vào trong này. Lần này chắc là đủ rồi đó. Một cái mảnh element thôi mà nó chạy cái quả cầu nãy giờ chưa hết nữa. Nó vẫn còn đang hoạt động. Rồi mình sẽ kiểm tra xem cái yên này xem. Ok, đã đủ rồi đó bạn. Đã đủ rồi nè. Nhưng mà còn element thì chưa đủ, bỏ ở trong này luôn. Thiếu cho mình cái polymer nữa thôi. Polymer hồi nãy nó bị hư hết một mớ rồi. Do là mình bỏ trong quả cầu lâu quá đó, cho nên nó hư hết một mớ rồi. Phải lấy ra lấy nhiều một chút. Lấy nhiều một chút để đem theo nha. Lần sau thì phải đi farm thêm rồi. Lấy ra để test luôn. Đây, lấy ra luôn. Đây. Đeo cái yên mới lên này cưng. Rồi, nạp cho nó thêm cái element vô luôn. Rồi, leo lên cưỡi luôn. Oh, nó cũng giống như cái con khủng long bay của mình. Nó cũng có mê tờ với lại cái phần màu xanh ở trên lưng. Cái vây của nó hình như là cũng màu xanh luôn phải không? À, cái vây của nó không có bị, không có được bọc lại các bạn. Nó không có được bọc lại như cái con Mosa nha. Cái con Mosa thì nó có thể bọc lại luôn nè. Đó, hai cái vây của nó được bọc lại luôn. Còn cái con cá mập sát thủ này chỉ được bọc cái vây ở trên lưng thôi. À, chắc chắn là nó cũng sẽ bắn được mà. Mấy con này chắc là cũng như nhau thôi. Hãy kéo xuống phía bên dưới nè.
Đó, bịt mặt lại. Bắn thử mấy con sứa xem. Wow, mấy con sứa bây giờ thì mình có thể bắn từ xa mà không cần phải là gần đó các bạn. Là gần mấy con sứa nguy hiểm lắm, cho nên là mình có thể bắn để hạ nó trước. Rồi có thể lặn xuống phía bên dưới để bắn luôn ở dưới này. Ở dưới này thì có mấy con cá mập đúng không? Mình mới thấy kìa kìa, bắn. Thì cũng 400 mấy đam các bạn. Xong. À, tắt đi cái tính năng bắn của nó để ăn thịt. Đó. Bây giờ thì khỏe luôn, và ăn một phát thôi là nó nặng. Cá nhiều quá nó nặng luôn nè. Đi không nổi luôn. Cộng thêm một chút quay lên cho nó. Rồi lên phía bên trên luôn. Bắn cái con này luôn các bạn, bắn con sứa luôn nha. Đó, để góc nhìn này thì nó dễ nhìn hơn nè. Còn chuyển qua đây thì nó kiểu như nó đúng rồi. Nó sáng hơn nữa bạn, nhìn đáy biển nó sáng hơn nhưng mà nó bị hạn chế tầm nhìn. Mình không có nhìn xa được. Còn cái này thì nó hơi mờ mờ chút. Nhưng mà màu của nó đẹp hơn. Còn trong này thì nó không được đẹp lắm. Nhưng mà nhìn rõ hơn nè. Đó, nhìn rõ hơn dưới đáy biển. Nhưng mà nhìn xa thì không ổn. Còn cái này nhìn xa hơn. Bên đây thì có một vài con cá mập nữa hả? Bắn luôn. Chuyển qua chế độ ăn thịt luôn. Rồi sau một hồi đi test thử cây súng đó các bạn thì mình cũng đã về tới nhà, thì khả năng nó bắn thì cũng giống như con Mosa thôi. Nó bơi khá là nhanh và sử dụng súng cũng giống như con Mosa lần trước mình test. Trong tập ngày hôm nay đó các bạn thì mình đã làm được cho mình một cái yên cho cái con cá mập sát thủ của mình nè, với lại một cái yên cho cái con khủng long bay. Bây giờ thì nó có khả năng bay rất là nhanh nè, đó. Bay rất là nhanh, thích hợp để đi farm bạn, đi dịch chuyển từ khu này qua khu kia. Chắc là trong tập tiếp theo mình sẽ tiếp tục cố gắng farm thêm cái phần mê tò đó các bạn, để làm cho mình luôn cái bàn dịch chuyển. Cái bàn dịch chuyển thì nãy mình có nghiên cứu rồi, nó tốn kém mê tò khủng khiếp luôn, và tốn kém rất là nhiều những cái polymer nữa. Tốn kém polymer nè, mê tò nè, rồi ngọc chai đen nữa hả? Wow, ngọc chai đen nữa các bạn. Vậy là phải farm thêm ngọc chai đen xuống biển đi, đánh thêm mấy con mega mosa đó để farm thêm ngọc chai đen để làm thêm. Chứ bây giờ ngọc chai đen của mình cũng hết rồi. Mà bàn dịch chuyển thì tốn kém khủng khiếp luôn á. Nó không những tốn metal nè, crystal, polymer mà nó còn có tốn ngọc chai đen nào nữa. Quá khủng khiếp luôn. Metal, crystal bây giờ thì không có sợ nè. Crystal thì dễ farm rồi. Chỉ có ngọc chai đen với metal với lại cái phần polymer thì hơi khó các bạn. Rồi, như vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã có được cho mình cái yên của con khủng long bay nè các bạn. Nó giúp cho bay rất là nhanh luôn. Còn một cái yên cho con cá mập thì nó cũng bắn giống như con megalon, con mosa thôi. Con megalon đơn của mình á, nó bắn như con mosa ở trong những tập trước. Ở trong này thì mình đang thiếu rất là nhiều những cái metal, crystal và ngọc chai đen các bạn. Theo các bạn thì có nên làm cái bàn dịch chuyển này không các bạn? Cái bàn dịch chuyển này thì mình biết là cần phải có hai cái như vậy nè, với lại hai cái máy phát điện á, thì mới có thể dịch chuyển từ cái nhà của mình nè, đó, đi tới một cái chỗ nào á mình mong muốn. Thì cái số lượng metal này thì phải lấy 2500 nhân cho 4 lên các bạn. Trời ơi, một con số metal khủng khiếp luôn á. Hay các bạn thì có nên farm và làm nó hay không? Hãy để lại phần bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh, để mình có động lực đi farm thật là nhiều metal ở trong tập tiếp theo, để làm cái cửa dịch chuyển luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.